Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Rõ 2P nha. Và hôm nay chúng ta sẽ đi review một cái account mà bạn này bạn mới mang về Kingdom 2981 nha anh em. Ở ngoài thì mình thấy là đã khá là nhiều anh em chào đón rồi. Ở đây thì thực ra có một số nick nữa thì các bạn ấy cũng có gửi cho mình nhờ review anh em ạ. Nhưng mà kiểu không thể nào review hết tất cả các nick được. Nên là hôm nay tôi chọn lại đúng cái nick ông này lại trùng với Kingdom với mấy cái nick ông kia đấy các bạn. Trông kiểu vừa vào review ngại vãi. Nhưng mà thôi kệ đi, hôm nay chúng ta sẽ cùng xem về phía bên trong của nick Don't Touch Me, đừng chạm vào em ở Kingdom 2981 nha anh em. Về số ngày đăng nhập liên tục thì hiện tại nick đã đăng nhập được là 1157 ngày rồi và đang có cấp VIP là VIP 16 nha. Cũng còn cách VIP 17 khá là xa các bạn, gần 1 triệu điểm VIP nữa. Ở đây chúng ta có về cái mục chỉ số thì sức mạnh của bạn ấy đang là 100 triệu pound với điểm tiêu diệt là 2 tỷ 604 triệu nha. Tiêu diệt T4 cũng rất là cao, 133 triệu các bạn. Tại vì nick này bay về 2981 thì khả năng là đi hành gà rồi. Hồng đồ thì ở KVK trước nick này đã tiêu diệt là 67 triệu 3 lính nhưng mà chỉ chữa có 18 triệu lính thôi các bạn. Cái này thì mình chỉ hiểu đơn giản là bay về mấy Kingdom mới bắt nạt mấy ông mới chơi thì trao đổi nó lời nhiều các bạn. Ở đây chúng ta có chiếc rương thần Osiris thì cũng đã win là 23 trên 38 trận này. Rank Olympia là rank kim cương vĩnh hằng nha. Phần thông tin thêm, nick này sức mạnh khá là cao, 105 triệu, chết 14 triệu này. Thu thập và hỗ trợ cũng ok, 17 tỷ với 15 tỷ 8. Đội quân hiện tại nick còn tới là 5 triệu 2 lính nha. Và rất là nhiều kỵ các bạn, 1 triệu 6 lính kỵ này, 1 triệu 2 lính bộ và gần 1 triệu 2 lính cung nữa, 1 triệu 159. Ok, rất nhiều T5. Ngoài ra chúng ta còn có là 653.000 xe T1 các bạn. Farm chừng nào cho hết. Nền văn minh thì tiêu biểu của mấy ông đi đánh với mấy người chơi yếu hơn thì các bạn ấy toàn xài đế chế Ottoman thôi. Chứ còn bình thường thì chúng ta sẽ thích xài Pháp hơn cho tiết kiệm tăng tốc. Nick này thì bay về đánh thì chắc là khỏe rồi. Đây là phía bên trong giao diện thành phố thì bạn ấy đang trang trí thành phố theo một cái bản đồ Việt Nam anh em. Wow. Có hai cái trái tim ở vị trí hai quần đảo Hoàng Sa Trường Sa của chúng ta này. Bạn này bán trang trí thành phố khá là đẹp đấy, tuy nhiên thì mình nghĩ là chúng ta nên có tô điểm thêm gạch dát vàng ở hai cái trung tâm của miền Bắc và miền Nam thì sẽ đẹp hơn đúng không, thêm quả Đà Nẵng nữa là ngon. Đây skin nhà thì bạn đang dùng một cái skin nhà thiên đỉnh nhá, kinh đô cổ xưa, tấn công cung cộng 15%. Dưới này thì mình đã xem có bao nhiêu nhà huyền thoại. Tổng về skin nhà thì bạn ấy đang có là 22 cái nhá, có thêm một cái nhà nơi ở của thánh thần và một cái nhà KVK1 hoàng hôn buông xuống. Như vậy là ba nhà huyền thoại đấy, nhưng mà có nhà thiên đỉnh là đẹp trai rồi anh em. Hai nhà kia thì có thể lấy miễn phí được ở map chinh phạt. Về mục chỉ huy mình sẽ xem là nick này hiện tại đã lên tướng tá như thế nào nhá. Chúng ta có vị tướng đầu tiên là SCPOP, 8 món cam nhưng mà đang ngọc trinh các bạn. Mũ KVK, nón KVK. Wow, bạn này vẫn quyết định mặc một cái set bộ binh là bao gồm 6 món lẻ nhá. 6 cái món này sẽ cộng rất là nhiều thủ đấy, tấn công 25% này, phòng thủ 55%. Đấy, tuy nhiên thì Ngọc Trinh chỉ số hơi thấp. Vũ trang của SCPO chúng ta có một cái đội hình tam giác với chỉ số bộ binh rất là cao anh em. Wow, chỉ số bộ binh tầm 31% chỉ số bộ các bạn. Với khỏe mạnh 3.5 máu nữa này, nâng đỡ chúng ta có tiếp tục là tăng sát thương đòn tấn công thường và ô nhục tăng tấn công 3.5. Set vũ trang của SCPO rất là khỏe luôn anh em ạ. Nevsky hiện tại bạn cũng đã max skill rồi và chúng ta có cái nón, cái vũ khí và cái quần là có Talon nha anh em. Nhưng mà vũ trang của con Nevsky này thì chúng ta lại đang sử dụng đó là đội hình ba cánh. Chỉ số kỵ cũng khá là cao, 21% chỉ số kỵ với một cái Minh Văn Tuấn Mã tăng cái tốc độ hành quân 1.5. Như vậy Nevsky sẽ rất là nhanh, rất là lạ các bạn. Mình chưa thấy ai dùng cái đội hình ba cánh làm đội hình chính hết á. Có hoắc khứ bệnh này, thêm vào đây chúng ta có là 6 set cam kỵ binh nữa. Chỉ số vũ trang của hoắc khứ bệnh chúng ta có ở đây khoảng gần 20%, đâu đó 20% chỉ số kỵ với Minh Văn chiến lược tăng sát thương khi bị bao vây, ok. Và các bạn sẽ có táo bạo tăng sát thương kỹ năng 2.5. Bodica đã max skill này, set cam thứ tư chúng ta có là một set hàm rồng ngọc trinh, hai phụ kiện tím. Vũ trang của Bodica chỉ số cung thì chắc được khoảng đâu đó 20% với rất nhiều Minh Văn luôn anh em, 4 cái Minh Văn luôn này. Bodica cũng được, ok, nói chung là bạn này thấy nick đánh đồng khá là ngon đấy chứ. Có hạng vũ bạn ấy cũng có thêm ở đây là 5 món cam nữa nha. Chưa được set cam thứ 5 nhưng vẫn gần full 5 set cam rồi, còn thiếu phụ kiện các thứ thôi. Vũ khí đang dùng một cái vũ khí tím của Talon. Về vũ trang của hạng vũ chúng ta có chỉ số khoảng 16% chỉ số kỵ với 3 cái Minh Văn là vội vã. Các bạn sẽ được nhận 15% tốc độ hành quân trong 10 giây sau khi rời trận. Gai góc tăng công 3.5 với che chắn tăng thủ 3.5. Ngon. Gia Cát Lượng bạn cũng mắc rồi này, Thành Cát Tư Hãn mắc luôn nha anh em. Nick này lên hơi nhiều kỵ.
Loan mắc này, William mắc, G mắc, Tào Tháo mắc luôn. CM hiện tại đang có mức skill là 5553 và chúng ta có một cái nón bộ binh ở đây kết hợp với một set tím. AE miễn phí mắc không nói rồi. Hơi thở của tiền thức thứ nhất Money Moto có luôn các bạn, đã mắc nhờ. Saladin 5551, ok. Ishida mắc này. Sơn Đế Ốc mắc. Có Richard đệ nhất. Richard thì kéo man chỉ có 843 triệu điểm thôi, không cao nhờ. Cleopatra mắc này. Taric 5511. Dido 5211. Có Zanzibka 5311, ok. Zenobia 5111. Đó, tướng tá thì cũng khá là nhiều anh em. Đó, nhưng mà bạn ấy có lẽ là ăn kiểu MGE thôi đúng không? Chứ dồn vào ít tượng để làm gì đâu. Ăn MGE cũng khá nhiều. Ok, một quả nick mình nghĩ là phù hợp với vai trò đánh đồng khá là tốt. Mình sẽ kiểm tra thử những cái đạo quân bạn này dùng trên Open Field nha anh em. Rồi ok, chúng ta có ở đây đạo đầu tiên là Boudica ra cắt lượng. Đạo thứ hai là SC Taric. Đạo này đánh đồng chắc cũng khá là thú vị ha. Nhưng mà Taric thì 5511 trông hơi lởm tí. Đạo thứ 3 hạng vũ Mina, đạo thứ 4 hoắc khứ bệnh William và đạo thứ 5 chúng ta có ở đây là Nepki Doan P nha anh em. Năm đạo đánh đồng của bạn thì khá là khỏe và chúng ta sẽ đi luôn đến cái mục túi đạo cụ. Túi đạo cụ nick này thì còn dư khá là nhiều điểm VIP. Nói như là bạn này thì điểm VIP vẫn đang cần để lên VIP 17 nữa. Game trong người cũng nhiều đấy anh em. Wow, game trong người rất là nhiều. Túi tài nguyên. Túi tài nguyên trong người cũng ok luôn. Nói chung là tài nguyên khá nhiều chứ. Ở ngoài thì bạn ấy vẫn còn đâu đó chắc khoảng hơn 6B tài nguyên với lại 57.000 game. Đây là mục tăng tốc, tăng tốc chung. Wow, tăng tốc mình thấy là hơi ít các bạn. 789 cái 3 giờ này, 179 cái 8 giờ. Không quá nhiều nhưng mà cũng được, đủ để đánh nhau. Đây là mục tăng mạnh. Chúng ta có mở rộng đội quân nâng cao 50%, 38 cái. Wow, búp công, búp thủ khá nhiều nha. 20 cái thủ, 10%. Xài cũng hơi lâu hết đấy. Đây là mục thiết bị này. Ok, vật liệu hơi ít nha. Đây là đồ cam, 4 món này, 10, 16, 22, 28, 34 món cam này các bạn. Mà ông này đúc đồ cũng khá là đen đấy chứ nhở. 34 món nổ được 1 này, 2 này, 3 này. Ô, 34 món mà nổ được 3 thì tính ra tỷ lệ nổ ta lần khoảng 11 món nổ một cái. Cũng hơi đen, không được cao lắm. Nhưng mà mình đã từng thấy những người mà đúc 30 mấy món cam chưa nổ cái nào các bạn. Nên thành ra nick này cũng ok, không quá đen. Đây là một vũ trang. Okay. Vũ trang, xét vũ trang bạn này mình đánh giá cao nha. Vũ trang bạn ấy có của SCPO các thứ ấy cao phết. Đây là mục khác này, cúp huyền thoại 3 cúp luôn, ngon chưa? Mở cái test nhân phẩm nào. Uầy, 1200 game ngon thế. Dịch chuyển lãnh thổ một cái này, 80 cái tăng tốc 30 phút, ngon luôn các bạn. Trang hộ chiếu 42 cái, ok. Rồi dưới này chúng ta còn 246 tượng chọc vàng chung. Ok, nói chung là nick này mình nghĩ là đánh đồng tốt, đánh đồng các thứ tốt. Hiện tại thì bạn ấy bảo mình là flex ở trong cái mục ưa thích luôn. Với lại thông báo tuyển quân cho Kingdom 2981 luôn. Hiện tại 2981 vẫn đang định hướng CB. Cũng như là đang tuyển anh em có T5, đặc biệt là ưu tiên Kidev nha. Đó, các bạn nào mà quan tâm thì chờ một lát xem tiếp đến cái mục bảng xếp hạng ở Kingdom nha các bạn. Thì ở đây thì bạn ấy có kêu mình flex cái mục ưa thích này. Đây là cái chỗ chết lính này. Đây là cúp của vua. Cái này là hồng đồ. Thực ra thì hồng đồ thì cũng tùy seed ấy, hồng đồ seed cao thì hơi khó, seed thấp thì chắc cũng ăn được, mình không biết là 2981 seed gì. Cái này là bạn có mua xuyên sơn phấn chiến rương vàng này, Flex mua xuyên sơn phấn chiến các bạn, càng đấy chứ nhở. Thống đốc hùng mạnh nhất top 1 Taric này, ok, cỗ máy chiến tranh rương vàng luôn. Xếp hạng cá nhân đêm giao thừa cuộc thập tự chinh. Cái này là sự kiện pre-KVK đúng không, ông này ông xếp được top 2 luôn các bạn. 45 triệu điểm mà top 2 pre-KVK thì thực ra là cũng cao chứ, ngon, được 40 chọc vàng. Nhưng mà thua có 2 triệu điểm so với top 1 thôi, top 1 thì ngon hơn đúng không? Top 2 hơi tiếc một tí, tự nhiên mất 20 chọc vàng lên 2 triệu điểm là ngon. Ok, nói chung là cũng flex khá nhiều cái này, nhà thiên đỉnh này. Thiên đỉnh thì nick này úp 18 triệu vào nhà thiên đỉnh, ui ngon thế. Thống đốc hùng mạnh nhất top 1 Constantine. Top 1 Constantine thực ra cũng không làm gì mấy các bạn. Rồi, nói chung là hết mục ưa thích rồi. Mình sẽ xem về cái top bảng xếp hạng Kingdom 2981 nha. Có sức mạnh liên minh thì chúng ta có liên minh top 1 là PSA. 2981 đợt trước tôi có review nick nào rồi ấy, nhưng mà chắc là cũng lâu rồi mình không nhớ các bạn. Một clan thôi nha. Về kỹ năng liên minh chúng ta có Q-Point của PSA là 114 tỷ thì không quá cao nha. Với một cái liên minh gần 8 tỷ điểm sức mạnh. Nhưng mà quà liên minh 24 thì cũng cao. Chúng ta tiếp tục có ở đây là sức mạnh cá nhân. Thì top 1 chúng ta có là bot Hàn Quốc à, 187 triệu pound, 6 tỷ 9 điểm tiêu diệt.
Top 2 143 triệu này, top 3 131 triệu. Wow, bao rất to nha các bạn. Cái nick của chúng ta hiện tại top 9 trong Kingdom. Kỹ năng cá nhân thì top 1 Qpoint 6 tỷ 9, top 2 5 tỷ 9, top 3 4 tỷ 4, top 4 4 tỷ 2. Ok. Kingdom có cả Hàn Quốc có cả Việt Nam nhá anh em. Kiểm tra một chút về mục nạp tiền nào. Nick này có nạp rương vàng thì chắc là cũng phải nạp mấy cái sự kiện nạp lại rồi, kho cung cấp cũng phải có luôn. Đây kho cung cấp lên tới 132 ngày rồi này. Đó, nick này cũng có nạp tiền anh em. Nó nạp cả rương vàng là thành nạp tầm trung rồi chứ không phải là nạp ít nữa anh em nhỉ. Ok, và đó là cái video review về account Don't Tuck Me tới Kingdom 2981 nha. Đó thì hiện tại anh em nào mà quan tâm tới một cái Kingdom mà đang còn rất là trẻ đúng không? Đầu 29 gần sang đầu 3 rồi thì các bạn có thể liên hệ thử với 2981, khá là đông anh em Việt Nam với lại các bot Hàn Quốc nha. Đó, nếu mà các bạn không muốn bỏ lỡ những cái video tiếp theo trên kênh của Rock2P thì các bạn hãy ấn nút like và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Hẹn gặp lại anh em ở video sau. Bye bye.